Quang Hoa Á và Nhật Lê đã từng là một trong cao bô đẹp nhất giới cầu thủ. Tuy nhiên, sau hàng loạt động thái như unfollow, bỏ nick name đối phương trong tên phụ, rồi xóa sạch sẽ ảnh về nhau, fan đành tiếc nuối chấp nhận sự thật rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Quang Hoa Á đã dính nghi hoặc hẹn hò với một cô nàng vô cùng cute và sexy tên Nguyễn Thảo My, hiện đang làm công việc kinh quản doanh tại Sài Gòn. Ngay sau đó, cả hai phủ nhận tin đồn này và khẳng định chỉ là gamer thủ bè. Thế nhưng, thế hệ đây, bằng khả năng suy luận còn mình, fan đã tìm ra những bằng chứng chứng minh Quang Hoa Á thực sự có người thế hệ rồi. Người thế hệ này không ai là cô nàng Thảo My kia mà là một di sinh sinh năm 1998 đến từ Hà Nội tên Nguyễn Thanh Thủy. Lần theo dòng tương tác của hai anh hùng chính, người ta phát hiện từ tháng 8 cho đến nay, Quang Hoa Á thả tim không sót ảnh nào Thanh Thủy. Trên Facebook, cả hai đã kết gamer thủ và trên Instagram cũng follow đối phương. Đặc biệt, Quang Hoa Á là cầu thủ duy nhất được Thanh Thủy nhấn nút theo dõi. Bên cạnh đó, bằng chứng xác thực hơn cả A kể đến việc Thanh Thủy đã cùng sinh ra bên cạnh Quang Hoa Á trong sinh nhật của Kiều Trinh Trần quản lý team người chị thân thiết của nam cầu thủ. Đáng để ý là bữa tiệc này có sự góp mặt của toàn cục hội cầu thủ chơi thân với Quang Hoa Á cũng như gamer thủ gái của họ, nhưng tuyệt nhiên không có Nhật Lê. Trong phần live stream sinh nhật, nhiều người cũng đã tinh ý cầm được khoảnh khắc Quang Hoa Á dòng tay sau lưng Thanh Thủy. Thậm chí ở phần ảnh đăng sau event trên Facebook Kiều Trinh Trần, nhiều người cũng đã bình luận cứng nhắc cô gái đáng trắng tức Thanh Thủy, chính là người yêu thế hệ của Quang Hoa Á. Hình ảnh Quang Hoa Á và Thanh Thủy ngồi cạnh nhau trong tiệc sinh nhật của Kiều Trinh Trần được ghi lại trong live stream. Dưới bức ảnh, các fan cũng đã nói về nghi hoặc Quang Hoa Á có tình thế hệ. Về phần gamer thủ gái tin đồn thế hệ của Quang Hoa Á, nhiều cư dân mạng cũng nhận ra đây không Hoa Á gương mặt nào quá xa lạ cho cam. Thanh Thủy là di sinh 12 từng được báo trung khen nức nở. Cô nàng 21 tuổi này từng theo học cao đẳng dược nhưng công việc chủ yếu ớt của Thủy hiện tại lại là mẫu ảnh. Trang cá nhân của Thủy đang có gần 300.000 lượt follow. Không biết thực hư thế nào nhưng nếu tin đồn hẹn hò này là thật, chắc hẳn các fan của Quang Hoa Á sẽ rất vui lòng bởi cuối cùng, thần tượng mình đã tìm được hạnh phúc thế hệ vô cùng xứng đôi rồi.